Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay bên em lên sóng cho anh em một con Mazda 6 nha anh em. Số sàn 203, số sàn, xe thì hiện tại rất là đẹp luôn. Xe biển 92 Quảng Nam nha anh em. Con này hôm nay bên em bán giá 162 triệu, Mazda 6 162 triệu nha anh em. Xe thì hiện tại cực kỳ đẹp luôn, anh em mình mua về đổ xăng là chạy thôi, không biết phải làm gì về con xe này nữa nha anh em. Đời 203. Dòng Mazda 6 thì nó cùng phân khúc với Camry nha anh em, cùng phân khúc với Camry, chạy rất là sướng luôn. À, cùng phân khúc với Camry nhưng mà so với Camry cùng đời thì nó giá rất hợp lý luôn, 162 triệu. Chạy thì đầm chắc cực kỳ, êm ái, cách âm tốt nha anh em. Đấy. À, dòng này thì thôi, khỏi phải bàn rồi. Sơn xi bên ngoài đẹp nha anh em, sơn xi bên ngoài bóng loáng, đèn đuốc vẫn còn khá là zin nè. Dàn nội thất khá là đẹp, nội thất em bọc da lại da bò xịn rồi. À, dàn nội thất không mất vài chục cũ rồi. Lên cam lùi, cam hành trình, màn hình Android 9 inch. Đấy. Dòng Mazda 6 thì trang bị hai túi khí nha anh em, phanh ABS rồi cân bằng điện tử. Đó, cũng rất là nhiều tính năng hiện đại. Được cái là chạy con này thì chạy nó đầm chắc, êm anh em à. Chạy êm lắm, êm ái. So với những dòng xe đời mới thì nó khá là êm. Dòng đời cũ này, Mazda đời cũ này thì tôn vỏ nó làm dày chắc chắn lắm. Đấy, chứ không như những cái dòng mà xe đời mới giờ người ta làm tôn vỏ nó mỏng để người ta cạnh tranh á. À, người ta cạnh tranh, người ta làm tôn vỏ nó mỏng đi để cho cái giá thành nó giảm xuống cạnh tranh với những phân khúc xe khác. Con này khám tháng 9 năm 2023 nha anh em. Đấy, khám tháng 9 năm 2023. Những cái dòng xe đời cũ này thì em thấy nó khá là ok, tôn vỏ dày chắc chắn cực kỳ. À, dày hơn với những phân khúc đời mới rất là nhiều nha anh em. Đời mới giờ người ta làm cạnh tranh, người ta làm mỏng lắm. Đấy. Biển 92 Quảng Nam, máy 2.0 nha em. Đó. Xe thì được trang bị 4 bi này, mà lại một chó này, đèn khá là đẹp nha anh em, đèn 4 bi. Đèn đuốc thì rất là sáng, anh em mua về đổ xăng là chạy thôi. Con này cam kết với anh em mình không đâm đụng và không ngập nước nha. Đâm đụng ngập nước tặng xe nha anh em. Đấy, bên em cam kết vậy là anh em biết cái chất lượng xe nó như thế nào rồi ha. Chất lượng xe thì vô cùng là tuyệt vời, cột kèo chỉ bên em kiểm tra hết cho anh em rồi, không đâm đụng và không ngập nước nha. Nội thất bên trong anh em có thể thấy đi, rất là đẹp, nội thất màu da bò nha anh em. Nó nâu da bò phối với đen cực kỳ đẹp luôn. Tuy là xe cũ thôi mà nội thất cực kỳ sang trọng, vô lăng ba chấu, có tích hợp túi khí nha anh em. Đấy, túi khí bốn tổng là hạ kính thì còn khá là đẹp, kính lên xuống nhẹ nhàng, những cái đường nhựa của nó này anh em thấy không, nhựa nhíp của nó này đẹp cực kỳ nha anh em, sắc sảo sắc nét. Tuy là đời 203 thôi nhưng mà xe chủ người ta giữ kỹ đó, nên là còn rất là đẹp. Tem của nó này nè, tem báo sai lốp này. Đấy. Tắp bi tắp lô cực kỳ đẹp, 162 triệu giá thì bao rẻ rồi. Anh em nào cần thì alo ngay số điện thoại cho em. Em cam kết với anh chị em mình là khi mà anh em vào xem xe con này, anh em ghiền luôn. Đấy. Vô lăng còn mới cực kỳ anh em đó. Vô lăng mới này, vô lăng mới keng. Giá tiền thì hợp lý, có thương lượng cho anh em mình thiện chí nhanh nhẹn nha. Anh em nào mình nhanh nhẹn thì nhiệt tình vui vẻ là lọc lá cho anh em một chút đỉnh nào. Là về anh em đi là ok luôn. Nẻo đóng chắc lắm nè, cửa 203 mà cửa chắc không có bị rơ. ABS túi khí đầy đủ, nhích nè, máy cái nhích cái nổ rồi. Máy lạnh con này điều hòa rất rung luôn nè, máy 2.0 máy lạnh điều hòa rất rung luôn. Có màn hình Android nè. Âm thanh rất là hay nha nè. Âm thanh con này thì cực kỳ hay luôn, âm thanh loa đài loa zin nghe rất là hay. Camera lùi này anh em, sắc nét cực kỳ anh em thấy không. Đây là cái dàn âm thanh hay lắm anh, âm thanh bắt bún đã lắm anh em. Đấy, nói chung con này thì tuyệt vời rồi, anh em mình mua về là đổ xăng là chạy thôi, cũng không biết phải làm gì thêm về con xe nữa nha anh em. Đấy, màn hình Android như một cái điện thoại di động ở trên đây thôi. Xài rất là nhiều thứ, coi hình ảnh coi video rồi tích hợp rất là nhiều thứ, báo tốc độ dẫn đường rồi đầy đủ. Đây là dàn âm thanh zin của xe. Thì máy lạnh này, máy lạnh thì rất là mát nha anh em, máy lạnh rất là mát. Con số thì nhẹ nhàng cực kỳ, con số vào rất là nhẹ nhàng, anh em thấy vào này nhẹ nhàng cực kỳ luôn, vào như dẫn vậy đây nè. Con số nhẹ, cầm tay đây. Ở đây thì có một cái hộp để đồ dưới đây này, nó dưới đây có một cái mốt này. Mốt theo xe 2 mốt nha anh em, 2 khóa mốt. Bệ tì tay, hai ngăn, một ngăn trên, một ngăn cạnh, một ngăn sau này.
sâu nằm dưới. Ghế da thì mới vừa bọc lại đây, còn rất là đẹp luôn. Trần là trần nảy thêm xe nha anh em, trần nảy thêm xe, đèn đốt này đầy đủ cho anh em luôn. Đó, đèn đốt đầy đủ này, nó mới cháy cái bóng bên này, bên em sẽ thay cho anh em này. Cái này rất là đơn giản, mình quan trọng máy móc thôi, máy móc gầm bể thôi nè. Khám đăng kiểm còn, con này khám đăng kiểm vẫn còn đến tháng 9 năm 2023. Hai túi khí hai bên. Dòng thì chắc chắn với anh em là một điều là không bao giờ có xe dịch vụ và xe taxi như này, chắc chắn không, một điều luôn. Có giảm đèn đồng hồ này, tăng đèn đồng hồ sáng lên này. Đấy, anh em thấy không, đầy đủ. Vô lăng tay lái trợ lực là nhẹ nhàng lắm nha, nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Gương kính bấm điện hoạt động tốt, đã dán phim cách nhiệt cho anh em mình rồi. Chủ cũ người ta đã dán phim cách nhiệt rồi, thì mình về mình chỉ có đổ xăng là chạy thôi. Xe này về Huy Trung cũng đã kiểm tra cho anh em về một số hạng mục như là hạng nhớt này, nước này, rồi bu ri này, vệ sinh bếp phun cho anh em này. Đấy. Và kiểm tra gầm bệ cho anh em. Sơn si bên em cũng kiểm tra, ví dụ như xước chỗ nào thì bên em sẽ đi bấm tỉa lại cho khách hàng mình. Đấy, chỗ nào mà nó nặng quá thì bên em sẽ bấm tỉa lại cho anh em. Đấy, nói chung là sẽ làm ok nhất cho anh em mình về để anh em mình đổ xăng là đi thôi, chứ không phải để cho khách hàng mình về phải tốn thêm bất cứ một cái đồng nào. Bên em sẽ cố gắng hết sức. À, đã cố gắng hết sức dọn chiếc xe nó hoàn hảo nhất để cho khách hàng mình về có một cái chiếc xe đi nó ưng ý nhất, để không có phải làm bất cứ thứ gì thêm nha. Còn xe cũ thì cái gì nó cũng phải tương đối thôi anh em. Anh em mình không thể mà ví dụ như đòi hỏi nó tuyệt đối như là xe mới được. Tất cả cái xe bên em bán đó mẹ cũng đều là tương đối thôi. Không có xe nào mà phải mình tuyệt đối với xe mới được, ít có lắm. Bởi vì tất cả xe bán đều là mười mấy đời sau, mười mấy năm rồi, chứ đâu phải là xe mới này cách đây có 1 năm, 2 năm hay là mấy tháng đâu. Mình không thể đòi nó tuyệt đối được. Đấy. Như em có con xe Sorento 2022. Đấy, đi ngoài đường bị người ta tông đít sơn lại là bình thường. Đấy. 2022 vẫn sơn lại, mới mua có mấy tháng rồi mà xui rủi nó đến thì mình phải sơn lại là bình thường. Mấy cái đồ này thì chắc chắn là sơn lại rồi nha, ít có xe sơn rin lắm đấy, hiếm có trường hợp nào mà sơn rin, đa số là sơn tỉa lại hết rồi. Cửa nẹo đóng rất là êm nha nè, cửa đóng rất là êm, cốt là mở điện sau này. Sau thì chủ người ta gắn bằng led đồ đầy đủ cho anh em luôn, 162 triệu. Ốc carbo sau là bên em coi rồi này, nguyên bản hết mà chưa có gọi là mở ra nha anh em. Dòng Mazda 6 thì được cái chạy êm, cách âm tốt, phân khúc cùng với Camry mà. Cạnh tranh với Camry là anh em biết rồi, là phân khúc nó đỉnh cao rồi. Đấy. Cốp để đồ thì rộng rãi cực kỳ, bỏ được cái vài chục cái vali, không tầm 5 cái đấy, 5 cái vali nhỏ nhỏ đó. Dưới đây thì có đội lốp, người ta cũng dán cách âm này, cách âm 3 em này, dán cũng khá là lâu rồi. Nói chung gầm bệ thì đẹp, 5 mâm đúc nguyên bản của xe. Mazda 6 như năm 2003, biển 92 Quảng Nam. Bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho khách hàng mình khi mua, và giá bên em bán là 162 triệu bao vận chuyển nha anh em. Gầm bệ thì khá là đẹp nha, con 11 nha anh em. Gầm bệ là khá là riêng, không có mục. Bên em cũng kiểm tra gầm cho anh em rồi, không có mục. Sơn si bên ngoài đẹp bóng nha anh em. Xe màu đen thì nhìn nó sang trọng cực kỳ. Bốn phanh đĩa, phanh ABS nha anh em, lốp lắp theo xe này. Lốp thì còn tầm, dàn lốp này còn tầm 80% nha. Dàn nội thất thì thôi, không có gì phải chê, nội thất rất đẹp. Sàn 5D rồi, rồi nội thất thì cực kỳ sang luôn. Anh em mua về đổ xăng là chạy thôi nha. Trong xe này về bên em cũng dọn kiểm tra cho anh em hết rồi. Anh em về mình không làm gì thêm hết. Vì vậy này, nhiều anh em hỏi tại sao Huy Trung bán xe mà Huy Trung không có bớt nhiều. Anh em biết vì sao không? Vì em dọn xe ok hết cho anh em rồi, đâu còn gì để anh em bớt đâu. Nhiều salon khác người ta để, ví dụ như người ta mua về nó trầy, nó bị gì đó, xong rồi người ta để cho anh em về, người ta bớt tiền cho anh em về anh em làm. Còn em bên em làm hết cho anh em rồi, còn gì phải bớt về cho anh em làm nữa. Giấy tờ hợp lệ, anh em nào cần coi giấy tờ thì nhắn tin Zalo em gửi giấy tờ cho anh em coi. Nhiều salon khách người ta để vậy cho anh em về, người ta bớt anh em vài triệu về anh em dọn. Còn bên Huy Trung thì anh em làm hết cho anh em rồi, đâu có gì để anh em bớt anh em về anh em làm ở đâu. Tức là giá bên em đăng, bên em cũng đăng sát giá thị trường rồi, giá hợp lý nhất rồi.
À, chứ bên em đâu có hô thách lên cao cho anh em mình trả làm gì. Đấy. Nên là bên em bớt rất là ít lọc lá cho anh em mình vui vẻ thôi. Anh em nào thiện chí vui vẻ, nhiệt tình thì bên em lọc nhiều tí. Đấy. Để tôi cầu kè phía trước còn nguyên nha nè. Bên em kiểm tra cho anh em mình rồi. Và không có hiện tượng gọi là đâm đụng hoặc là ngập nước nha anh em. Không có hiện tượng gọi là đâm đụng ngập nước, bên em kiểm tra rồi. Nói chung xe rin hết. Đấy. Máy móc thì chạy ngon, anh em cứ vào xem xe chạy thử. Em khuyến cáo anh em cứ vào xem xe chạy thử cảm nhận để coi là cái lời nói của em nó có chính xác không hay nha. Máy thì nổ đây, đang nổ đây, máy đang nổ, Jaguar đang chạy đây. Máy nổ rất êm, anh em có thể thấy tiếng máy này. Đó, nó không có rùng luôn anh em. Máy nổ em ru à, không có rùng máy luôn. Êm lắm, nói chung ngồi trong xe đóng cabo lại là không biết máy nổ luôn. Rất êm 2.0 nhưng mà nổ rất êm. 2.0 phun xăng điện tử máy của Nhật Bản thì em nghĩ nó uống với tầm khoảng tầm 9 đến 10 lít thôi anh em, không hơn đâu anh em, tùy vào cái mức độ mình chạy nữa. Tùy vào mức độ người chạy nữa anh em. Anh em đạp, anh em kéo ga nhiều, tua máy cao thì nó mới hao. Còn anh em chạy nhẹ nhàng tình cảm thì em nghĩ nó chỉ tầm khoảng 8 đến 9 lít trên 100 cây thôi. Xe nó hao xăng không hay là vào mức độ người chạy nữa anh em à. Có người đưa xe này chạy tầm 8-9 lít, có người đưa lên người ta đạp mười mấy lít là chuyện bình thường anh em nha. Đấy. Rồi tùy vào mức độ người chạy nữa. Xe thì có khóa mốt đầy đủ, sơn si đẹp, nội thất đẹp. Em cũng vừa quay cho anh em coi, đã máy cũng rất là đẹp. Lốp láp đẹp, nói chung xe hoàn hảo rồi. Anh em về mình đổ xăng là chạy này, khóa mốt này. Khóa mốt bấm đầy đủ nha anh em. Sơn si bên em cũng kiểm tra cho anh em mình hết rồi, không có làm gì thêm, anh em cứ vào xem xe trực tiếp đi. Nếu như mà lời bên em nói mà em sai, anh em phải chịu trách nhiệm cho anh em. Đấy. Anh em mà vào đây mà ở xa mà vào mà sai, em đền tiền, bồi thường tiền cho anh em về nếu như em tả sai nha anh em. Đấy. Còn xe thì bên em cũng kiểm tra hết rồi. Còn xe cũ thì em thấy nó tương đối vậy là ok rồi, như vậy là quá hợp lý rồi, quá đẹp rồi anh em. Còn anh em nằm mà xe cũ mà anh em đòi chất lượng như mới thì thôi, bên em không đáp ứng được. Đấy. Xe cũ mà nó tương đối như thế này thì nói chung quá tuyệt vời rồi. So với cái tầm tiền của nó thì con xe này nó quá ok. So với cái tầm 162 điện thì nó quá đẹp. Đấy. Đó. Còn so với những xe đời mới thì nó không thể so được, bởi vì nó là xe cũ mà. Đó. Máy lạnh điều hòa rất là mát nha. Máy lạnh điều hòa mát cực kỳ. Về đổ xăng ở đây thôi em. Anh em nào thích thì cứ vào xem xe trực tiếp sẽ rõ. Em sẽ cho anh em chạy thử cảm nhận test 62 tư thế luôn nha anh em. Đấy, test thoải mái luôn. Chạy thử vài vòng là anh em biết cái chất lượng của xe như thế nào liền. À, Mazda 6203, 162 triệu bao vận chuyển nha. Anh em nào cần alo ngay cho em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh nếu mộ em nhiều hơn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.